tỉ mỉ từng bước một skin care rồi là make up các thứ được như thế thì chiếm quá nhiều thời gian ấy. Hello, xin chào Quý Channel, mình là Mai Hương Makeup đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Quý Channel TV Việt Nam. Mình biết là sớm muộn gì thì ngày này cũng sẽ tới thôi. Bản thân mình chỉ dành 70% công việc là chủ yếu làm việc ở nhà, nên dù cho cái quá trình giãn cách thời gian qua cũng không quá ảnh hưởng nhiều đến công việc của mình cho lắm. Tuy nhiên là bởi vì một bình thường mới là mọi người, thế nên mình vẫn có những cái buổi hẹn hay là có những cái buổi gặp vào buổi sáng sớm hay là buổi đi làm vào sáng sớm. Thế nên mình vẫn sẽ phải dậy sớm. Và bản thân mình á thì cũng không thể nào mà tỉ mỉ từng bước một skin care rồi là make up các thứ được, như thế thì chiếm quá nhiều thời gian ấy. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái quá trình skin care cấp tốc nhanh gọn của mình vào buổi sáng để mình có một cái tinh thần, một cái gương mặt sáng sủa để có thể gặp gỡ mọi người. Ok. Việc đầu tiên khi ngủ dậy chắc chắn phải là rửa mặt. Và sản phẩm giữ rửa mặt mình dùng có tên là Dear Claire Rich Moist Foaming Cleanser. Đây là một cái sữa rửa mặt khá là dịu nhẹ và trong thành phần của cái sản phẩm này có các axit amin. Nói chung là nó sẽ làm sạch cái bề mặt da rất là dịu nhẹ và cũng không lấy đi cái độ ẩm ở trên da. Sản phẩm này thì phù hợp với mọi loại da và nhất là vào buổi sáng. Apply một lớp bọt mịn trên da, cảm giác như được úp mặt vào gối ngủ thêm đôi phút nữa vậy. Ngay sau khi rửa mặt xong, mình sẽ dùng bông tẩy trang để thấm bớt nước trên mặt. Sau đó xịt ngay Dear Clay Fundamental and Pumice với các thành phần nuôi dưỡng làn da. Sản phẩm hoạt động như một loại toner hoặc tinh chất lỏng nhẹ thấm nhanh vào da. Mình cũng sử dụng sản phẩm này thay cho serum buổi sáng bởi vì mình không muốn layer quá nhiều lớp. Đây là một cái sản phẩm mình rất high recommend mọi người mua. Mà thành phần của cái sản phẩm này chứa đến 85% nước trà xanh, sẽ giúp làm ẩm và dịu da hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là chê halos thì sẽ giúp cho khóa cái lớp ẩm đó lại và không bị làm da trở nên mất nước. Đây sẽ là một cái sản phẩm mình rất hay sử dụng vào cái mùa hanh khô này. Cuối cùng thì mình sẽ khóa ẩm. Thực ra thì cũng chỉ có một lớp mist thôi, nhưng mà mình sẽ dùng thêm một cái loại gel cream nữa. Sản phẩm này có tên là Dear Clay Fundamental Water Gel Cream. Mình khá là thích gần đây. Nó là cùng một cái dòng Fundamental với cả cái dòng Mist này luôn. Cái sản phẩm này thì sẽ có cái texture nó mix giữa cả gel với cả cream, thế nên là nó sẽ cung cấp độ ẩm cho da mà không gây một cái cảm giác nặng ở trên khuôn mặt ý. Nói chung là mình khá là không thích những cái cảm giác sau khi dùng xong là bị dính trên da. Mà nếu mà mọi người sử dụng những cái sản phẩm cream nó quá là ẩm, kiểu bị trượt trên da như thế thì cái lớp make up của mọi người cũng sẽ không giữ được lâu. Sản phẩm dưỡng ẩm cho da và chống oxy hóa với các thành phần quen thuộc dịu nhẹ như trà xanh, gạo, ngải cứu, pethanol và chiết xuất centella acetica. Những cái bước skincare buổi sáng thì chúng ta không thể thiếu kem chống nắng đúng không mọi người? Mọi người có thể lựa chọn một cái sản phẩm kem chống nắng phù hợp với cả da cũng như khí hậu thời tiết ở nơi mọi người sống đó. Còn bản thân mình thì mình dùng khá là nhiều các loại kem chống nắng. Ngoài về việc thử thì là bởi vì do da mình nó cũng là da hơi hỗn hợp thiên dầu ấy. Đấy, thế nên là tùy từng vùng thì nó cũng sẽ có những cái vấn đề khác nhau. Sau khi mọi người bôi kem chống nắng xong thì mình sẽ bước qua một cái bước, đó là làm da trở nên đẹp hơn đấy mọi người. Mặc dù là hết giãn cách, chúng ta vẫn phải tiếp tục sử dụng cái khẩu trang suốt mỗi khi ra đường gặp mọi người đúng không? Thế nên là mình cũng sẽ hạn chế cái việc sử dụng foundation cũng như cushion. Thay vào đó, mình sẽ sử dụng một cái loại sản phẩm mà chắc là nhiều bạn cũng biết rồi. Sản phẩm này thì có tên là Dear Clay Illuminating Supple Blemish Cream. Mà sản phẩm này có tận SPF 40+, PA++ nữa. Và nó sẽ góp phần bảo vệ da của mọi người tốt hơn. Sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng để che những cái phần một vài khuyết điểm ở trên da. Màu sắc của sản phẩm cũng rất là tự nhiên, không bị sáng quá hay tối quá. Texture mỏng nhẹ, cũng dễ dàng blend bằng tay mà không cần dùng tới các loại cọ mút hay make up cầu kỳ. Vừa dưỡng da mà vẫn giúp cho da trông đẹp hơn. 2-in-1 lúc nào cũng ok nhất mà mọi người. Sau đó thì mình sẽ thêm một chút má hồng hoặc là kèm một chút mắt thôi. Và một đánh một chút son. Đấy, bình thường thì buổi sáng mình sẽ bắt đầu một ngày mới như thế. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng. Chỉ những khi lên video thì mình mới hơi cầu kỳ thôi. Ở ngoài bình thường mọi người sẽ hay gặp mình với những cái make up look đơn giản như thế hơn. Những cái bước mà mình vừa mới chia sẻ với mọi người chắc hẳn là ai cũng sẽ làm được thôi mọi người. Nên là mong những cái tip của mình có thể giúp cho mọi người bắt đầu một buổi sáng nhanh gọn, tiện lợi hơn. Không lo mình bụng học này mà vẫn có một cái khuôn mặt rất là tươi tắn, rạng rỡ để đến trường, để đi gặp mọi người. Và đặc biệt là dù có như thế nào thì cũng đừng bao giờ quên khẩu trang khi mà đi ra ngoài nha mọi người. Sức khỏe vẫn luôn luôn là quan trọng nhất. Mọi người đừng quên nhấn like video, subscribe và comment cho mình những câu hỏi mọi người đang thắc mắc. Và chúng mình sẽ trả lời trong video sau nha. Hẹn mọi người ở trên những video tiếp theo trên kênh Quý Channel TV Việt Nam. Bye bye!